Chào các bạn. Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ nói về hai từ mà ngày xưa mình cũng rất hay bị sai, đó là Masaka và Masami. Thế thì đầu tiên nhá, Masaka. Masaka có nghĩa là không thể là như thế được, không thể ngờ rằng, không thể tin nổi là thế này, thế này, thế này. Vì là suy nghĩ của bản thân nên là đuôi câu của Masaka rất hay đi với những cái từ như sau ạ. Kangai nakatta hay là omowanai ...... nhá. Hãy chúng ta vào ví dụ tình huống như thế này, chẳng hạn như các bạn làm các bộ đề từ năm ngoái năm kia đúng không, các bạn nhìn thấy những cái từ vựng nó hay ra thường xuyên hai năm rồi thì các bạn nghĩ rằng ôi từ này ra nhiều thế này hai năm rồi, chắc là năm này nó không ra đâu nên các bạn không học. Hai nên tự nhiên bây giờ đi thi lại thì nó ra, nó không học thế nào mất điểm, thì chúng ta sẽ nói là gì? Masaka kyou no testo de kono mondai ga deru to wa kangaete nakatta. Thật không thể tin nổi rằng làm sao đấy nhỉ, cái câu đấy nó lại xuất hiện trong đề thi ngày hôm nay. Hay là như thế này, hôm qua bạn xem dự báo thời tiết, trời nắng suốt cả ngày luôn đúng không, và bây giờ nó đến giữa trưa rồi, từ sáng giờ chỉ đã là trời nắng rồi, nhưng mà bây giờ bắt đầu cơn mưa to, tự nhiên có cơn mưa to rào đúng không, thì nó sẽ nói như thế nào nhỉ? Kesa kara zutto ii tenki datta no ni masaka konna oame ni naru to wa omowanakatta. Từ sáng đến giờ trời nắng rõ là đẹp á, không thể tin nổi là tự nhiên bây giờ nó lại mưa to như thế này nhá. Chúng ta thử vào tình huống tiếp theo, chẳng hạn như tớ và cô Thanh đúng không, vừa gặp nhau ngày hôm qua và hôm nay lại gặp lại, nhưng mà mình quên mất tên của Thanh rồi. Nên là mình sẽ nói như thế này. Konnichiwa. Konnichiwa. Masaka watashi no namae wo wasurechatta no? Tâm sản. Tâm sản chẳng hạn. Wakarimasen. Wasurechatta. Hai. Wasurechatta. Dame desu. Thanh desu ne. Hai. Hai là một ví dụ tiếp theo. Nè nè. Izumi sensei no hanashi kiita? Mada? Rai getsu kekkon suru nda tte. Masaka. Kanojo to wakareta bakari de shou? Sou desu ne. Sore de mo kekkon shichao. Hay, và còn từ số 2 là từ Masami, chúng ta sẽ dịch là quả nhiên là, quả đúng là, thật sự là. Nè. Ví dụ Masari to no sono tori desu. Hay, quả đúng là như vậy. Masari kanpeki desu. Quả nhiên là hoàn hảo. Nè, perfect. Kanozo wa masari riso no josei da. Không biết là ai đúng không? Cô ấy quả nhiên là một người phụ nữ lý tưởng. Nè. Hay. Masari sore ga watashi no iitakata no koto nan desu. Quả nhiên đó chính là những điều mà tôi muốn nói. Hay. Kare wa masani watashi ga omotteita tori no hito desu. Anh ấy quả đúng là một người mà giống như những gì mà tôi đã nghĩ. Edison wa masani noryoku no tensai de atta. Edison thì quả thật là một thiên tài mà đi lên bằng sự nỗ lực. Học bài hôm nay rất là dễ đúng không? Bye bye. Bye bye mọi người.